Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các anh chị rất nhiều và liên tục chương trình xin gửi đến thời điểm các quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân, ca khúc bài ca Xây Dựng. Xin gửi đến tất cả quý vị một ca khúc được mang tên Lá Cờ Đảng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
phát nghệ chào mừng vừa rồi. Tôi vui sự đón chào các vị khách quý, các vị đại biểu đang cùng đến với lễ khởi công dự án tỉnh lộ 3. Xin được gửi đến tất cả các vị khách quý và chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, dự án đường tỉnh lộ 3 bao gồm hai nhánh. Nhánh 1 bắt đầu từ ngã ba Ủy ban Nhân dân xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang đến đường dẫn nối lên đường cao tốc Bắc Nam tại xã Suối Tân, huyện Cam Lâm. Và nhánh 2 nối từ đường số 6, khu dân cư Đất Lành đến ngã tư của nghĩa trang Phước Đồng. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư là 340,75 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh Khánh Hòa. Dự án nhằm cụ thể hóa một phần của đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2025. Tuyến đường khớp nối các trục đường chính, đường đại lộ Nguyễn Tất Thành, đường trục Bắc Nam, đường Phong Châu, hoàn chỉnh hệ thống giao thông kết nối liên lạc, liên vùng, liên khu vực, kết nối thành phố Nha Trang với đường cao tốc Bắc Nam và các khu công nghiệp Trạng Á, khu công nghiệp Suối Dầu, góp phần phát triển cơ sở hạ tầng phía Nam của thành phố Nha Trang. Dự án đường tỉnh lộ 3 được chia làm 3 đoạn với quy mô như sau. Đoạn 1 từ Ủy ban Nhân dân xã Phước Đồng đến ngã tư nghĩa trang Phước Đồng, dài 3,43 km, cơ bản đáp ứng theo tuyến đường cũ với nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 8m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa. Đoạn tuyến có cầu Phước Đồng được thay thế bằng cống hợp có mô độ là 3x3x3 và cầu Phước Thượng xây dựng mới, một đơn nguyên rộng 16,5m, phòng xe chạy là 14m, gờ chắn là 0,5m, lan can và lề bộ hành 2m với một nhịp dài 33m bằng dầm 1 dự ứng lực. Và đoạn 2 từ nghĩa trang Phước Đồng đến đường dẫn nối lên đường cao tốc Bắc Nam dài 9,25 km, đường giải phóng mặt bằng theo chỉ giới quy hoạch là 42m và giai đoạn trước mắt mở rộng nền đường theo tiêm quy hoạch được duyệt là 9m, mặt đường 8m, lề đường 2x0,5m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa. Và đoạn 3 là từ đường số 6 khu dân cư Đất Lành đến ngã tư nghĩa trang Phước Đồng dài 0,898 km, được xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch chỉ giới đường đỏ, nền đường rộng 22,5m, mặt đường 14,5m, vỉa hè 2x4m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa. Nhà thầu tư vấn thiết kế và giám sát là công ty cổ phần tư vấn T27. Nhà thầu thi công là liên doanh công ty cổ phần xây dựng công trình 510, công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Khánh Hòa. Dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng sau 15 tháng thi công. Và đặc biệt đây cũng là một công trình chào mừng đại hội đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 18, nhiệm kỳ từ năm 2020 đến năm 2025. Và với những lý do đặc biệt đó thì hôm nay chúng tôi rất vinh dự đón tiếp sự có mặt của tất cả các vị khách quý đang cùng đến với buổi lễ ngày hôm nay. Thưa quý vị, các bạn của chúng ta trong buổi lễ ngày hôm nay, Ngọc Quỳnh xin được phép giới thiệu sự có mặt của các vị đại biểu, các vị khách quý. Về phía tỉnh Khánh Hòa, xin được giới thiệu đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Xin giới thiệu đồng chí Hà Quốc Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Xin giới thiệu đồng chí Nguyễn Đắc Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Xin giới thiệu đồng chí Trần Mạnh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Xin giới thiệu đồng chí Lê Hữu Thọ, Bí thư Thành ủy Nha Trang. Xin giới thiệu đồng chí Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Xin giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Kỳ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Xin giới thiệu đồng chí Hồ Văn Mừng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Xin giới thiệu đồng chí Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Xin giới thiệu đồng chí Đào Xuân Lâm, Giám đốc Công an tỉnh. Xin giới thiệu đồng chí Bùi Đại Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Chúng tôi cũng xin được đồng chí đó chào sự có mặt của lãnh đạo của các cơ quan của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm, lãnh đạo của đảng ủy, ủy ban nhân dân các xã Vĩnh Thái, Phước Đồng, Suối Tân và Suối Cát. Về phía chủ đầu tư, chúng tôi xin được phép giới thiệu sự có mặt của lãnh đạo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa. Xin được giới thiệu về phía nhà thầu có lãnh đạo liên doanh công ty cổ phần xây 510, công ty cổ phần quản lý xây dựng giao thông, lãnh đạo của công ty tư vấn T27,
Và đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi rất vinh dự đón tiếp sự có mặt của các cơ quan báo chí, truyền hình và sự có mặt của hơn 100 khách mời cùng đã dành thời gian để tham dự chương trình. Và một lần nữa xin được đồng nhiệt đón chào tất cả các vị khách quý ạ. Và từ đây xin được kính mời đồng chí Đặng Hữu Tài, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa sẽ đại diện cho Ban Quản lý Dự án lên báo cáo và giới thiệu tổng quan về dự án. Xin kính mời ông. Kính thưa đồng chí Nguyễn Tấn Tôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kính thưa đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, lãnh đạo thành phố Nha Trang và huyện Cam Lâm và các địa phương. Thưa các vị đại biểu, trong không khí thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hôm nay Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tổ chức lễ khởi công dự án đường tỉnh Lô A. Thay mặt các đơn vị tham gia thực hiện dự án, tôi xin trân trọng cảm ơn và vinh hạnh chào đón các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo thành phố Nha Trang và huyện Cam Lâm cùng toàn thể quý vị đại biểu đã dành thời gian về dự lễ khởi công hôm nay. Kính thưa các đồng chí, các vị đại biểu, dự án đường tỉnh Lô 3 bao gồm hai nhánh. Nhánh 1 bắt đầu tại ngã ba Ủy ban Nhân dân xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang dẫn lên đường nối cao tốc Bắc Nam tại xã Phú Tân, huyện Cam Lâm. Và nhánh 2 là nối từ đường số 6 khu dân cư Đất Lành đến ngã tư Nghĩa Trang Phước Đồng. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Khánh Hòa làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư là 340,75 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh. Mục tiêu của dự án là nhằm cụ thể hóa một phần đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố Nha Trang đến giai đoạn 2025, khớp nối các đường trục chính, đại lộ Nghĩa Tất Thành, đường trục Bắc Nam, đường Phong Châu, hoàn chỉnh hệ thống giao thông liên kết kết nối thành phố Nha Trang với các khu vực công nghiệp Trảng Hé, khu công nghiệp Suối Dầu, góp phần phát triển cơ sở hạ tầng phía nam thành phố Nha Trang. Quy mô dự án thì được chia làm 3 đoạn. Đoạn 1 là từ Ủy ban Nhân dân xã Phước Đồng đến ngã tư Nghĩa Trang Phước Đồng, dài 3,43 km. Đoạn 2 là từ Nghĩa Trang xã Phước Đồng đến đường dẫn nối lên đường cao tốc, dài 9,25 km. Kết cấu tất cả các mặt đường là đường bằng bê tông nhựa. Đoạn 3 là từ đường số 6 khu dân cư Đất Lành đến ngã tư Nghĩa Trang Phước Đồng, dài 900m, được xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch chỉ giới đường đỏ là 22,5m. Các đơn vị tham gia thực hiện dự án là nhà thầu tư vấn thiết kế và giám sát là công ty cổ phần tư vấn T27, nhà thầu thi công là liên danh công ty cổ phần xây dựng 510, công ty cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Khánh Hòa, dự kiến công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sau 15 tháng thi công. Kính thưa các đồng chí, các vị đại biểu, để phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng được mục tiêu đề ra của dự án, thay mặt các đơn vị tham gia thực hiện dự án, tôi xin hứa sẽ tập trung nỗ lực phấn đấu hoàn thành công trình, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Nhân đây, tôi cũng xin kính đề nghị lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ngành và chính quyền các địa phương của tuyến đường tỉnh Lộ 3 tạo mọi điều kiện thuận lợi, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng, để các đơn vị tham gia thực hiện dự án hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng, tôi xin chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, địa phương và các quý vị đại biểu về dự buổi lễ hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn ông Đặng Hữu Tài. Tiếp theo, xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sẽ lên sân khấu có những lời phát biểu chỉ đạo. Kính mời ông. Đồng thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thưa các quý vị khách quý và toàn thể nhân dân. Hôm nay, trong niềm vui, tự hào, phấn khởi, hướng về Đảng kính yêu, đặc biệt, chỉ một tuần nữa, Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 18, tỉnh chúng ta sẽ chính thức được khai mạc. Lễ khởi công đường tỉnh Lộ 3 là một công trình để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Trước hết, cho phép tôi thay mặt lãnh đạo tỉnh xin nhiệt liệt chúc mừng và chân thành cảm ơn toàn thể đồng bào ở trong khu vực dự án
đã sớm hoàn thành để bàn giao mặt bằng để cho công trình tỉnh lộ 3 chúng ta được chính thức khởi công ngày hôm nay. Xin chúc mừng ban quản lý dự án các công trình giao thông của tỉnh đã hoàn thành bước đầu nhiệm vụ phê duyệt chọn nhà thầu và tổ chức lễ khởi công hôm nay. Chúc lễ khởi công của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí, thưa quý vị đại biểu, dự án tỉnh lộ 3 với tổng chiều dài 13,6 km với tổng mức đầu tư hơn 340 tỷ. Đây là một dự án được sử dụng bằng từ nguồn ngân sách của tỉnh. Dự án được chính thức giao cho ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông của tỉnh làm chủ đầu tư. Việc triển khai đầu tư dự án này nhằm cụ thể hóa một phần đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang giai đoạn đến năm 2025, khớp nối với các trục giao thông chính như đại lộ Nguyễn Tất Thành, trục Bắc Nam, đường Phong Châu, hoàn chỉnh hệ thống giao thông kết nối liên vùng, liên khu vực, kết nối thành phố Nha Trang với đường cao tốc Bắc Nam và các khu công nghiệp Trạng Ế, Suối Dầu, góp phần để phát triển cơ sở hạ tầng ở phía nam của thành phố Nha Trang và các khu vực lân cận như Cam Lâm, Cam Ranh, tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhân dịp lễ khởi công dự án tỉnh lộ 3 hôm nay, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi đề nghị chủ đầu tư ngoài việc tập trung mọi nguồn lực còn phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành công trình, mặt khác cần phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong việc bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và kịp thời xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, nhằm tạo điều kiện thật tốt để cho dự án chúng ta hoàn thành đúng tiến độ. Cũng nhân dịp này, tôi đề nghị lãnh đạo Ủy ban thành phố Nha Trang, huyện Cam Lâm tiếp tục vận động nhân dân trong cùng dự án sớm bàn giao mặt bằng để chúng ta có thể làm tốt ở các cái giai đoạn tiếp theo của dự án sau khi chúng ta tiến hành đoạn từ Ủy ban xã Phước Đồng đến khu vực của để tiếp nối với cao tốc Bắc Nam. Thì tôi rất mong là lãnh đạo của các địa phương như là Vĩnh Thái, Suối Cát, Suối Tân, các đồng chí chúng ta khẩn trương tổ chức họp dân và để tạo một sự đồng thuận cao nhất, bàn giao sớm mặt bằng cho chúng ta có thể hoàn thành đúng tiến độ của dự án. Một lần nữa xin chúc mừng các nhà thầu, các đơn vị tư vấn đã tham gia và tỉnh cũng đã rất tin tưởng giao cho các nhà thầu để chúng ta trực tiếp triển khai dự án này, và mong rằng đây là một cái dự án thật sự là mẫu mực về kỹ thuật, đảm bảo được an toàn giao thông, an toàn vệ sinh lao động. Làm sao chúng ta tổ chức thi công đảm bảo đúng tiến độ, và đây cũng là một cái món quà cao nhất chúng ta dâng lên Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 18 sắp đến. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe toàn thể các quý vị. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Tấn Phương. Tiếp theo xin được kính mời ông Đào Duy Tụng, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 510. Xin được sân khấu giới thiệu về đơn vị thi công giám sát. Kính mời ông. Kính thưa đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Kính thưa đồng chí Hà Quốc Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Kính thưa các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kính thưa các đồng chí là lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý cùng bà con nhân dân đang tham gia lễ khởi công ngày hôm nay. Trước hết, tôi xin thay mặt liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 510, Công ty Quản lý Đường bộ Khánh Hòa, xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tin tưởng lựa chọn liên doanh nhà thầu chúng tôi được vinh dự là nhà thầu thi công công trình này. Công trình tỉnh Lộ 3 là công trình huyết mạch quan trọng của tỉnh Khánh Hòa, nhưng do đã đưa vào khai thác nhiều năm, đến nay đã xuống cấp, hư hỏng,
và quy mô mặt đất ngang không còn phù hợp để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Dự án Giao thông, hôm nay công trình đã chính thức được làm lễ khởi công. Và đặc biệt, công trình này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh lựa chọn là công trình khởi công làm công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Với ý nghĩa đó, liên danh nhà thầu, công ty tư vấn giám sát T27, Ban Quản lý Dự án các chân công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa xin hứa với các đồng chí lãnh đạo tỉnh và bà con nhân dân, chúng tôi cam kết thi công công trình với chất lượng tốt nhất, thẩm mỹ nhất và an toàn nhất, với mong muốn sau khi công trình được hoàn thành sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Và một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân tỉnh cũng như các sở ban ngành đã tin tưởng liên danh nhà thầu chúng tôi. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi mong muốn được sự quan tâm giúp đỡ hơn nữa của các đồng chí lãnh đạo, được sự ủng hộ của bà con nhân dân vùng dự án. Một lần nữa xin chúc sức khỏe các đồng chí và xin trân trọng cảm ơn. Xin cũng xin được cảm ơn ông Đào Duy Tùng. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là khoảnh khắc quan trọng nhất của buổi lễ ngày hôm nay. Chúng tôi xin mời các vị đại biểu sau cùng lên sân khấu để thực hiện nghi thức khởi công dự án tỉnh lộ 3. Xin kính mời ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Kính mời ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Kính mời ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Kính mời ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Kính mời ông Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Kính mời ông Lê Hữu Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Nha Trang. Kính mời ông Trần Mạnh Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kính mời ông Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh. Và kính mời ông Đặng Hữu Tài, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư các công trình giao thông tỉnh. Đại biểu chúng ta sẽ cùng chuẩn bị ạ. Đúng rồi, chỉ còn một ít khoảng cách nữa thôi thì dự án của chúng ta sẽ chính thức được khởi công. Và xin mời quý vị chuẩn bị nha. Nào, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Như vậy là từ cái phút này thì dự án tỉnh lộ 3 của chúng ta đã chính thức được khởi công. Và xin chúc cho dự án chúng ta sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin được chúc mừng dự án cùng tất cả các đối tác, chúc cho dự án sẽ thành công và ngày càng phát triển, để cùng góp phần vào quá trình xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp. Và bây giờ chúng tôi xin mời các vị đại biểu, các vị khách quý sẽ cùng tiến lên khu vực sân khấu để chụp ảnh lưu niệm và tham quan dự án ạ. Xin được cảm ơn các vị đại biểu, các vị khách quý.